quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Liên lạc Hội Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và 17 năm ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân qua chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Ban Liên lạc Hội Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian qua. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, nghĩa tình, giáo dục truyền thống hướng về quê hương. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh, thời gian qua, các bộ ngành trung ương nói chung, Bộ Công an nói riêng và Hội Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội có nhiều quan tâm, hỗ trợ đối với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. Đồng chí cũng thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của lãnh đạo Bộ Công an, của Hội Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội. Nhân dịp này, Hội Công an Đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội tổ chức chúc mừng 9 đồng chí vừa được thăng quân hàm cấp tướng, các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp cục, được phong hàm phó giáo sư, mừng thọ và chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng.